Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Bùi Quang Tuấn. Để tiếp tục cái series tư vấn khám và chữa bệnh trực tuyến thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái vấn đề về lĩnh vực về thẩm mỹ. Đầu tiên thì như chúng ta đã biết, hiện nay thì vấn đề về thẩm mỹ đang là được vấn đề rất là nhiều người quan tâm ở mọi lứa tuổi. Trong đấy thì khuôn mặt là nơi mà được chú ý nhiều nhất. Trong một người bình thường thì có 5 giác quan. Ở trong đấy thì có 4 giác quan nằm ở trên khuôn mặt. Do đó những cái tổn thương hoặc là những cái khiếm khuyết ở phần vùng khuôn mặt thì đều làm ảnh hưởng đến cái vấn đề về chức năng. Ngoài ra thì còn ảnh hưởng lớn đến cái vấn đề về thẩm mỹ. Ở tại phần vùng mắt thì mí mắt thì đóng vai trò rất là quan trọng ở trong việc bảo vệ nhãn cầu, cũng như là nó liên quan nhiều đến cái vấn đề về thẩm mỹ. Bởi vì thế những cái tổn thương hoặc là những khiếm khuyết ở phần vùng mí mắt thì nó gây cản trở về những cái chức năng cũng như cản trở về cái vấn đề về thẩm mỹ rất nhiều cho bệnh nhân. Hôm nay thì tôi xin đề cập đến một rối loạn ở phần vùng mí mắt rất là thường hay gặp, hay còn gọi là bệnh lý co quắp mi vô căn. Thì đầu tiên thì chúng ta phải cần phải tìm hiểu thế nào là co quắp mi vô căn. Thế đầu tiên là co quắp mi vô căn đó là hiện tượng mí mắt của một bên hoặc là hai bên mà nhắm không có tự chủ, nghĩa là bệnh nhân không thể tự nhắm hoặc là tự mở cái mí mắt của mình được. Bệnh thường xảy ra có thể là ở một bên hoặc hai bên, ngoài ra thì còn có thể kèm theo một số kèm theo cái co rút cơ ở một số những cái phần vùng khác, ví dụ như ở phần vùng hàm mặt hoặc là vùng quanh khóe miệng. Thế thì co quắp mi nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bệnh nhân? Thì co quắp mi và thường xuất hiện ở lứa tuổi trung niên, nghĩa là lứa tuổi ngoài khoảng tầm 40, và bệnh nó thường xuất hiện ở nữ giới hơn. Bệnh nó sẽ gây co giật ở phần mi mắt và do đó rất là dễ gây sự chú ý của những cái đối tượng khi mà chúng ta tiếp xúc. Do đó thì làm cho bệnh nhân cảm giác rất là tự ti cũng như là rất là ngại khi mà tiến hành giao tiếp với những cái người đối diện. Ngoài ra thì do ảnh hưởng đến cái quá trình về thẩm mỹ cũng như là về mặt chức năng nên nó cũng làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình về sinh hoạt cũng như là lao động và học tập của bệnh nhân. Đa số cái co quắp mi thì nó xảy ra vào ban ngày và thường mất vào ban đêm và khi ngủ. Và do đó khi mà ban ngày thì chúng ta được dành hết toàn bộ và thời gian để chúng ta làm việc, lao động và học tập. Và do đó khi mà bệnh nhân bị co quắp mi thì hầu như nó làm thay đổi toàn bộ cái cuộc sống của bệnh nhân. Thế thì một số các yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến cái tình trạng mà co quắp mi thì bao gồm những cái yếu tố nguy cơ như là đầu tiên thì chúng ta phải phải nhắc đến là stress. Stress này thì sẽ bao gồm có nhiều yếu tố, mà trong đấy đầu tiên là yếu tố về mất ngủ hoặc là những cái yếu tố về khi mà chúng ta làm việc một cách căng thẳng, những cái làm việc mệt mỏi và không có thời gian nghỉ ngơi một cách hợp lý. Thứ hai là một số các loại thuốc nó có khả năng nó làm tình trạng về co quắp mi này diễn ra nhiều hơn, ví dụ như là thuốc điều trị Parkinson chẳng hạn. Một số các thói quen khi mà chúng ta mà sử dụng những cái chất kích thích, ví dụ như là thuốc lá hoặc là rượu hoặc là caffeine, thì những cái tác nhân đó cũng là một cái tác nhân và thúc đẩy làm cho quá trình co quắp mi nó xảy ra nhiều hơn. Một số các nghiên cứu mới nhất ở gần đây thì ô nhiễm môi trường cũng là một cái tác nhân gây nên tình trạng co quắp mi. Theo theo các nghiên cứu thì người ta đã chỉ ra rằng cái co quắp mi thường hay xảy ra ở những cái thành phố lớn, nơi mà có tình trạng về ô nhiễm không khí cao, cũng như là thói quen làm việc một cách áp lực rất là nhiều, thì khi đấy thì nó sẽ làm cho cái tình trạng về co quắp mi này nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Thế thì các triệu chứng và thường gặp của co quắp mi thì bao gồm những cái triệu chứng gì? Thì đầu tiên có phải kể đến là đó là tình trạng mà nháy mắt nhiều. Thì bệnh nhân tăng cái số lần nháy mắt lên và kèm theo và bệnh nhân khó mở mắt. Kèm theo thì có thể một số cái tình trạng mà nó co quắp ở những cái phần vùng lân lân cận, ví dụ như phần quanh miệng hoặc là phần vùng má. Thứ hai nữa là bệnh nhân có hiện tượng bị khô mắt rất là nhiều. Thì khi mà khô mắt thì bệnh nhân sẽ cảm giác nóng rát cũng như là đỏ mắt rất là nhiều. Kèm theo đó là những cái hiện tượng về chảy nước mắt. Những cái bệnh nhân mà khi mà tình trạng viêm khô mắt kéo dài thì nó sẽ gây ra tình trạng là viêm giác mạc do khô mắt, và nó làm ảnh hưởng đến toàn bộ cái cuộc sống của bệnh nhân, vì đối với viêm giác mạc thì nó sẽ làm cho cản trở những cái thể lực cũng như là nó gây cảm giác rất là khó chịu vào ban ngày.
Một cái nữa đó là bệnh nhân cảm giác rất là sợ ánh sáng. Đa phần những bệnh nhân có hiện tượng về co quắp mi thì đều có hiện tượng là sợ ánh sáng, bởi vì khi mà có ánh sáng kích thích thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình co quắp mi, làm cho co quắp mi nó trở nên nhiều hơn. Bệnh nhân về thông thường thì thường phải đeo cái kính râm khi mà bệnh nhân đi ra ngoài. Thế thì tiến triển của quá trình về co quắp mi nó xảy ra như thế nào? Thì đầu tiên thì co quắp mi thì thông thường các bệnh nhân thì đều có triệu chứng là co quắp mi ở những cái phần vùng nhỏ, và sau đó tăng dần về số lượng và cái thời gian của hiện tượng của co quắp này. Bệnh đầu tiên thì có thể xảy ra một mắt và sau đó lan dần đến cả hai mắt và những cái phần vùng, những cái cơ quan ở bên cạnh. Bệnh nhân đầu tiên thì đó là một bệnh nhân khi mà đến với chúng tôi thì đầu tiên là bệnh nhân bị một mắt và sau đó nó lan dần đến hai mắt. Bệnh nhân rất là khó mở mắt. Khi mà bệnh nhân muốn mở mắt thì bệnh nhân cần phải dùng tay phải đưa mở mắt ra thì bệnh nhân mới có thể mở mắt ra được. Và cái hiện tượng này nó xảy ra một cách liên tục và thường xuyên ở trong một ngày. Đó là bệnh nhân thứ hai, đó là cái bệnh nhân có hiện tượng về co quắp mi ở một mắt kết hợp với co quắp ở phần vùng rãnh mũi má và quanh khóe miệng. Thế thì bệnh nhân khi nào cần phải đi gặp bác sĩ? Về tất cả bệnh nhân, không phải tất cả những cái bệnh nhân cần phải đi gặp bác sĩ. Bởi vì theo dân gian thì có một số cái trường hợp mà co quắp mi nhẹ hay cần người ta gọi là máy mắt, nhất là mắt mắt trái, thì đó là những cái về điểm xui. Tuy nhiên thì theo về các góc nhìn khoa học thì đó là do những cái hiện tượng kích thích những cái cơ bất thường ở phần vùng xung quanh mắt. Nguyên nhân thông thường là do cái quá trình là khi mà chúng ta làm việc căng thẳng, chúng ta bị stress thì những cái cơ này nó có thể gây ra cái kích thích và nó sẽ gây ra hiện tượng mà co quắp như thế này, hiện tượng co rút như thế này. Tuy nhiên thì thông thường thì những cái hiện tượng đấy rất ít khi xảy ra, và cái co rút đấy xảy ra trong thời gian ngắn và hầu như là nó không có để lại di chứng gì. Thế thì khi mà co quắp mi mà không giảm ở sau vài tuần, hoặc là bệnh nhân nhắm mắt hoàn toàn khi bị co quắp mi, bệnh nhân có những cái kích thích tại mắt hoặc là kèm theo những co quắp ở những cái vùng lân cận và là giảm thị lực, thì khi đấy thì bệnh nhân cần phải đi đến gặp các bác sĩ về chuyên khoa để được nhận và tư vấn và cũng như điều trị từ các bác sĩ về chuyên khoa. Thế thì khi mà đi khám ở các bác sĩ chuyên khoa thì đầu tiên thì các bác sĩ sẽ hỏi về bệnh sử. Bệnh sử thứ hai nữa là các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra những cái bán phần trước cũng như là bán phần sau để kiểm tra những cái bệnh có thể nó làm ảnh hưởng đến quá trình có quắp mi. Thứ ba nữa là một số cái xét nghiệm mà các bác sĩ có thể đưa ra, thì đó là những xét nghiệm máu để loại trừ những yếu tố độc tố có trong máu nó sẽ gây ra tình trạng có quắp mi. Thứ hai nữa là làm những cái xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là cộng hưởng từ hoặc là CT để phát hiện những cái chèn ép ở trên não có thể làm ảnh hưởng đến quá trình co quắp mi. Thứ ba là những cái test về điện cơ, nó có để kiểm tra hoạt động những cái xung điện của cơ, xung điện cơ. Thế thì sau khi mà đã chẩn đoán thì quá trình điều trị thì nó sẽ hiện nay thì có nhiều cái phương pháp để điều trị. Nhưng mà các phương pháp hiện nay thì chỉ điều trị ở để dừng lại ở cái điều trị về triệu chứng chứ chưa điều trị được ở toàn bộ về những cái nguyên nhân. Đầu tiên đó là cái tiêm Botox. Thì Botox hiện tại đó là một cái lựa chọn đầu tay đối với bệnh nhân bị co quắp mi. Thông thường thì tác dụng của Botox là sẽ kéo dài trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Nghĩa là sau khi hết 3 đến 6 tháng thì những cái triệu chứng co quắp mi nó có thể xuất hiện ngược trở lại. Thì khi đấy thì bệnh nhân mới cần phải đi khám để được nhận sự tư vấn và điều trị tiếp theo của các bác sĩ. Cái phương pháp điều trị thứ hai đó là dùng thuốc. Thì một số các loại thuốc được có khả năng làm giảm cái tình trạng về co quắp mi này. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng thuốc thì chúng ta cần phải dùng thuốc kéo dài. Ngoài ra thì những cái tác dụng phụ của thuốc nó cũng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Và do đó khi mà sử dụng thuốc thì hầu như là đạt kết quả thấp. Thứ ba nữa là phương pháp phẫu thuật. Thì khi mà sử dụng vào phương pháp phẫu thuật thì người ta sẽ cắt một cái phần vòng mi ở xung quanh mắt. Tuy nhiên thì phẫu thuật này thì rất ít khi mà được sử dụng, bởi vì bệnh nhân co quắp mi thì thông thường không chỉ ở phần vùng mi mắt mà còn kết hợp với những cái phần vùng cơ ở nơi khác. Nên cái phương pháp phẫu thuật thì nó chỉ để áp dụng cho rất ít một số các bệnh nhân. Thế thì ngoài những cái phương pháp về điều trị về xâm lấn thì chúng ta lại còn có những cái phương pháp về điều trị về vật lý về hỗ trợ. Đầu tiên phải kể đến đó là cái phương pháp về massage. Khi mà chúng ta massage thì chúng ta có thể làm những cái cơ ở xung quanh cái phần vùng mí mắt chúng ta được giãn ra, và nó làm giảm cái tình trạng của co quắp mi này. Thứ hai nữa là
là chườm ấm. Thì khi mà chúng ta tiến hành về chườm ấm thì cũng giống như cái phương pháp massage thì cũng đó làm cho kích thích những cái làm giảm những cái kích thích ở phần những cái cơ ở xung quanh mắt. Ngoài ra thì có làm giảm những cái triệu chứng ví dụ như khô mắt và từ đó thì làm cho mắt của bệnh nhân nó dễ chịu hơn. Thứ ba nữa là chúng ta phải từ bỏ những cái yếu tố nguy cơ ví dụ như là những cái khi mà chúng ta sử dụng cái chất kích thích ví dụ như rượu hoặc là cà phê thuốc lá. Ngoài ra thì một cái nữa đó là chúng ta phải thực hiện một cái lối sống lành mạnh hơn, chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn, vui chơi hoạt động ngoài trời về nhiều hơn và dần giảm căng thẳng và giảm stress, thì khi đấy thì cái tình trạng về co quắp mi nó sẽ dần dần được cải thiện. Trên đây là những cái kiến thức cơ bản về tình trạng về co quắp mi. Thì hy vọng mà qua cái bài nói chuyện này thì chúng tôi đã cung cấp cho bạn một số những cái kiến thức cơ bản để các bạn nắm về cái tình trạng về co quắp mi cũng như cách theo dõi cũng như là cách điều trị về co quắp mi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình để tư vấn lần sau. Xin cảm ơn.